Trixie Phương Trinh vất vả làm mẹ đơn thân vẫn giữ quan hệ đáng ngưỡng mộ hậu ly hôn bằng Kiều. Trixie Phương Trinh sinh năm 1966 và từng là một ca sĩ hải ngoại được nhiều người chú ý. Trên sân khấu, cô là một nghệ sĩ có phong cách gợi cảm, vũ đạo sexy và giọng hát máu lửa. Cô đã chuyển sang Hoa Kỳ định cư từ năm 1979, chỉ còn được công chúng biết đến qua Cước Hồn Nhân Voi ca sĩ bằng Kiều. Cuộc gặp gỡ với The Magic là cơ duyên đưa Trixie Phương Trinh vào con đường ca hát. Trên sân khấu, chị là một nghệ sĩ có phong cách gợi cảm, vũ đạo sexy và giọng hát đầy máu lửa. Dòng nhạc mà Trixie Phương Trinh theo đuổi là techno, rap và new wave. Chị đã gặt hái được nhiều thành công với một số ca khúc khá nổi tiếng như Rock and Hurt Woman, Still Up The Night, Cuộc Đời Là Mơ, Lời Kinh Đêm, Hoang Vắng. Ngoài lĩnh vực ca hát, Trixie Phương Trinh còn được khán giả Việt Nam biết đến với vai trò là một diễn viên. Với những ai từng xem phim Sương Gió Biên Thùy, có lẽ sẽ không thể quên được hình ảnh một gái có mái tóc vàng với chất giọng lơ lớ, nhưng có tài cưỡi ngựa và bắn súng cực siêu. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Trixie Phương Trinh còn là một người có đầu óc kinh doanh. Chị kinh doanh ở lĩnh vực nhà hàng, phòng trà và kinh doanh thời trang qua mạng. Trixie Phương Trinh quen bằng Kiều khi cả hai tham gia chương trình Duyên Dáng Việt Nam chính diễn ra vào tháng 4 năm 2000. Khi đó, Trixie Phương Trinh là một nữ ca sĩ hai ngoại vệ Việt Nam biểu diễn. Sau lần gặp gỡ đó, mối lương duyên đã đưa họ sát lại gần nhau. Thời điểm mới quen nhau, bằng Kiều 27 tuổi, còn Trixie Phương Trinh hơn anh 7 tuổi. Sau 2 năm hẹn hò, bằng Kiều và Trixie Phương Trinh kết hôn vào tháng 9 năm 2002. Hôn lễ được tổ chức cả ở Mỹ và Việt Nam. Sau khi kết hôn, chị lui về Lâm Hậu phường Vùng chắc cho chồng. Ba cậu con trái lan lượt ra đời cho thấy cuộc hôn nhân của cặp đôi rất viên mãn. Trixie Phương Trinh từng khoe bằng Kiều là người hết lòng yêu thương vợ con, luôn chăm lo mọi việc chu đáo. Giọng lai sau cửa mình, nam ca sĩ bằng Kiều cũng dành những lời khen có cánh dành cho người vợ của mình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc sau 12 năm chung sống. Tháng 10 năm 2013, bằng Kiều và Trixie Phương Trinh công bố ly hôn. Cả ba cậu con trai đều do Trixie Phương Trinh nuôi dưỡng. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Trixie Phương Trinh, bằng Kiều từng khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi công khai hẹn hò với Hoa hậu Dương Mỹ Linh. Vào dịp sinh nhật của nam ca sĩ vào năm 2017, Trixie Phương Trinh hé lộ chuyện nam ca sĩ và người đẹp Dương Mỹ Linh đã đường ai nấy đi. Và Trixie Phương Trinh cũng khẳng định rằng chính bằng Kiều là người đã tuyên bố chia tay chứ không phải chị. Điều đặc biệt là tuy đã đường ai nấy đi nhưng mối quan hệ giữa bằng Kiều và Trixie Phương Trinh lại rất thân thiết. Cặp đôi dành sự trân trọng cho nhau, không hề lên tiếng chê trách hay bóp mẹ đối phương. Thậm chí, cặp đôi còn thường xuyên gặp gỡ, thoải mái tham gia các sự kiện cùng nhau. Khi các con cần tới sự góp mặt của cả bố lẫn mẹ, cặp đôi không ngần ngại tái hợp và còn giữ thái độ rất hòa thuận, tôn trọng nhau. Về phía mình, bằng Kiều luôn thực hiện đúng nghĩa vụ của người cha, hỗ trợ vợ về tài chính trong việc chăm sóc con cái. Cụ thể, theo tiết lộ của ông bầu Dũng Taylor trước đó, mỗi năm bằng Kiều chi khoảng 100.000 đô la Mỹ, hơn 2 tỷ đồng để vợ cũ yên tâm nuôi dạy con. Những dịp đặc biệt của các con, nếu nam ca sĩ không có mặt ở Mỹ, anh đều nhờ bà xã mua quà chúc mừng con. Thậm chí, hồi tháng 4 năm 2021, khi dịch Covid-19 hoành hành vì bằng Kiều không về Mỹ được nên Trixie Phương Trinh đã thay anh mua quà tặng các con trong tất cả những dịp lễ như Noel, ngày tốt nghiệp. Trong dịp sinh nhật cậu con trai, bằng Kiều nhờ Trixie Phương Trinh đi mua chiếc iPhone 12 Pro Max để tặng cậu bé. Khi thấy vợ cũ thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ, nam ca sĩ lập tức tuyên bố tặng cho vợ cũ một chiếc tương tự. Đây là chiếc điện thoại đắt nhất ở thời điểm đó. Điều này cho thấy, về phương diện tài chính hay quyền lợi chăm sóc, nuôi dưỡng con cái, vợ chồng bằng Kiều luôn thoải mái, song phẳng và hết lòng hỗ trợ nhau. Bằng Kiều thường xuyên dành cho bà xã những lời cảm ơn,
thể hiện sự trân trọng đối với Gigi Phương Trinh vì những gì cô đã dành cho các con của mình. Anh và vợ cũ gọi nhau bằng danh xưng ông bạn, bà bạn một cách thân thiết, trân trọng. Vào ngày sinh nhật con trai, Băng Kiều đã nhắn nhủ tới vợ cũ: cảm ơn bà bạn Gigi Phương Trinh đã nuôi nấng, dạy dỗ và chăm sóc các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Với người bình thường thì một đứa con đã là khó khăn để nuôi dạy. Đây những ba ông thì chỉ có là super mom mới làm được. Luôn trân trọng và biết ơn những gì bà bạn làm cho các con. Sau này Kenji có em chắc nhờ bà bạn nuôi hộ luôn. Cách ứng xử của Gigi Phương Trinh với chồng cũ, gia đình chồng cũ cũng khiến nhiều người nể phục. Không chỉ sẵn sàng nhận trách nhiệm nuôi dưỡng ba con để Băng Kiều thoải mái theo đuổi đam mê ca hát, Gigi Phương Trinh còn hết lòng tạo điều kiện để các con gần gũi, làm tròn đạo hiếu với bên nội. Thời điểm giãn cách xã hội, Băng Kiều không về Mỹ, chỉ có một mình mẹ anh ở xứ sở cờ hoa. Gigi Phương Trinh thường xuyên đưa các con về thăm hỏi, động viên bà. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn đích thân đưa mẹ chồng cũ đi tiêm vaccine đủ số lần quy định và cập nhật kịp thời tình hình của bà để Băng Kiều ở Việt Nam được yên tâm. Sau 10 năm ly hôn, Gigi Phương Trinh tiết lộ rằng cô và Băng Kiều đường ai nấy đi trong hòa bình, tôn trọng nhau. Trong một buổi livestream, nữ ca sĩ chia sẻ: tôi với Băng Kiều ở với nhau không vui vì không chung sở thích. Tôi có một số người bạn cùng chung sở thích đi xem concert với mình và đi với nhau rất vui. Nói chung, tôi mê con hơn mê chồng. Thẳng thắn khẳng định dù thân thiết nhưng cô và Băng Kiều sẽ không tái hợp. Song Gigi Phương Trinh và chồng cũ luôn dành sự tôn trọng cho nửa kia trong chuyện tình cảm và thành thật chúc phúc cho nhau với những mối quan hệ mới. Còn nhớ, năm 2019, khi Gigi Phương Trinh công khai người tình trẻ, Băng Kiều cũng góp mặt trong bức ảnh này. Anh cư xử với bạn trai mới của vợ cũ một cách lịch thiệp, thoải mái khiến Gigi Phương Trinh phải thốt lên: cảm ơn sự tử tế của hai anh đã dành cho nhau. Chính sự tử tế này sẽ mang lại hạnh phúc cho những đứa nhỏ trong gia đình này và là tấm gương sáng để chúng noi theo. Đáp lại, Băng Kiều khẳng định lựa chọn của Gigi Phương Trinh luôn được anh tôn trọng. Cuộc đời này không nói trước được điều gì nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của bà bạn, tin vào sự sắp xếp của bề trên dành cho chúng ta và các con. Vì bà bạn tôi xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Mới đây nhất, khi Băng Kiều công khai việc anh đã có người mới và còn có thêm một cậu con trai đã được 11 tháng tuổi, Gigi Phương Trinh cũng thành tâm chúc mừng. Chúc mừng ông bạn có thêm của để dành và đứa con trai nữa để yêu thương. Không còn là vợ chồng nhưng Gigi Phương Trinh và Băng Kiều lại trở thành bạn thân, người thân và luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Mối quan hệ kỳ lạ của cặp đôi sau khi hôn nhân đổ vỡ nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của anh em trong giới và khán giả.